Mẹ thấy bụng Hưng thì to ra này. Đấy là do con ăn nhiều thịt. Sau khi đậy đi chạy hè. Mẹ thấy cái lúc đầu con mang đi là đẩy đẩy ngập cái vali đúng không? Ừ. Mẹ nhìn trong này nó tan hoang. Ô con đừng để đấy, nó bị gãy đấy con. Để chung với của em Jun. Con có quyển sách 90 ngày rồi. Gái con để có. 90 ngày làm gì? Mỗi ngày viết một trang. Thế á? Hay thế? Sẽ lập kỷ lục. Cho em Jun vào cùng của anh Hưng. Có cái mịt nhá. Không cho anh em để đỡ bị. Ô đừng. Hôm qua con hét con bị vỡ giọng rồi. Hét à? Hét gì con? Kiểu đọc tin ngôn trước buổi tối á. Về dạy mẹ nhá. Không, có thể được không? Không, hôm nay 9 ngày hôm nay tôi bắt đầu một con người mới. Một 9 ngày hôm nay á? 9 ngày hôm nay tôi bắt đầu một cuộc sống mới. Cuộc đời mới. Tôi mới là sao? Mẹ, ơi. Sau khi mang cái bình nước nhựa này lên, nó đã bị rách, tại vì con đánh nhau với cả bình nước sắt. Trời ơi, sẽ khá thế. Dùng lấy dép ra đi cho thoải mái.